chồng ạ. Xuân Nghị xin gửi đến lời chào trân trọng tới tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem trên sóng VTV3. Những điều này tôi phải hỏi thật. Dạ. Có thích cái nhạc hiệu chương trình Ai Là Triệu Phú thật không? Em rất thích. Thật em không? Rất mê luôn. Và em cũng y chang như anh là đêm về khi mà buổi tối xem chương trình Ai Là Triệu Phú xong, buổi tối nằm ngủ có mơ thấy. Ôi trời. Em mơ em là người chơi, em được ngồi trên ghế nóng. Và vậy thì không cần mơ nữa, chúng ta sẽ làm điều đó ngay lập tức. Mời bạn lên ghế nóng. Không không nóng như em tưởng tượng. Và bây giờ thì cảm giác như thế nào? Bản thân em thì em cũng đã đi diễn 10 năm rồi. Sân khấu lớn nhỏ em cũng đã đứng rồi. Nhưng mà không hiểu sao tới với một cái chương trình mà em đã hâm mộ từ nhỏ và em đã ao ước được chơi. Cho nên là có thể là vì lý do đó cho nên hơi hồi hộp một tí. Mọi người cho em một tràng pháo tay được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xuân Nghị có kể rằng mình có một thói quen đó là hát khi tắm à? Dạ vâng, em hay hát khi tắm. Khi tắm thì hay hát nhạc gì? Đủ thể loại. Mà trong cái khoảng thời gian đó, bài nào mà cảm thấy vui, cảm thấy thích thì luôn nghe và hát theo bài đó. Vâng, vì bạn là một diễn viên mà cho nên bây tưởng tượng là mình đang tắm đi. Mọi người có muốn nghe bạn ý hát khi đang tắm không ạ? Ok. Xuân Nghị sẽ thể hiện một câu trong trong một bài hát ở trong một cái tiểu phẩm mà Xuân Nghị đã tham gia vào năm 2015, Gala Cười 2015. Một đoạn trong Tao Yêu Mi, Tao Thích Mi. Dạ. 3 phút đẹp quá ngành này so với một ngày, 3 từ tao thích mi đẹp quá khỏi để nói ngay, 3 năm là tao cố gắng mong cơ hội sẽ vụt bay, và 3 phút là thời gian mà tao nói ra hết nỗi lòng này. Yêu hay là thích hay chỉ là sự ấn tượng, tao không cần phải giải thích, vì trong lòng tao vẫn vướng một nụ cười, một ánh mắt của mi làm tim tao như tưởng thương, một cử chỉ, một hành động của mi tao xem là đứt thân thương. Xuân Nghị còn một thói quen nữa, đó là tập cơ mặt khi đánh răng. Vừa tưởng tượng là mình đang tắm rồi, bây giờ tưởng tượng mình đang đánh răng đi nào. Tập cơ mặt như thế nào? Thường thì bản thân em không có nhiều cơ hội để em được đứng trước gương. Vậy cho nên là khi nào mà có cơ hội đứng trước gương thì em luôn tập cái cơ mặt của mình. Ví dụ như là bây giờ em đánh răng thì em sẽ... Vậy thì cơ mặt của mình sẽ rất là uyển chuyển. Dạ. Đấy là tập thể dục cho bộ mặt đấy. Dạ vâng, chính xác là như vậy. Dạ. Tôi có xem một bộ phim là Phòng Trọ Ba La Nha. Nhà Trọ Ba La Nha. Nhà Trọ Ba La Nha. Vâng ạ. Vâng, có kỷ niệm nào hay trong bộ phim đấy có thể chia sẻ được không? Em rất là thích vai diễn này. Và nó cũng giống như là một cái dấu mốc cho cái sự nghiệp của em. Em thích là thích về cái chiều sâu, cái đường đi của cái tuyến nhân vật. Và một bộ phim đúng với phong cách của em. Cái cô người yêu ở trong vai diễn đó, trong bộ phim đó của bạn là... Tên là Nhiên. Nhiên. Diễn viên Trần Vân đóng. Và bạn có biết là chính bạn Trần Vân đã từng ngồi chỗ của bạn không? Wow. Yeah. Bạn chưa xem? Hèn chi em thấy hơi ấm nó lạ lạ. Quen quen. Vâng, cho nên là nó sẽ tiếp thêm động lực cho mình đấy. Yeah. Hy vọng là điều đó sẽ giúp cho bạn tự tin hơn và bình tĩnh hơn. Em cũng hy vọng như vậy. Hôm nay người đồng hành với Xuân Nghị là ai? Người đồng hành với em là bạn Huyền ạ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Dạ, bọn em quen nhau cũng được một thời gian rồi ạ. Một thời gian, thật ra câu trả lời này không có thông tin gì cả. Đó là một câu trả lời thông minh anh ạ. Vâng, rất thông minh. Bạn thấy Xuân Nghị là người như thế nào? Dạ, em thấy anh Xuân Nghị là một người rất là vui tính ạ, hòa đồng ạ. Bạn có muốn nhắn gì bạn Xuân Nghị không? Em xin gửi anh lời chúc là may mắn ạ, bình tĩnh ạ. Tự tin và dù có chuyện gì thì cũng không hề cay cú ạ. Rồi, biết điểm xấu của anh này rồi. Cảm ơn bạn. Dạ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu luật chơi cho bạn. Vâng ạ. Chương trình Ai Là Triệu Phú có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 câu mang tính cột mốc. Bạn là một người thường xuyên xem Ai Là Triệu Phú, chắc bạn cũng biết rồi. Đó là 5, 10, 15. Sẽ có 3 quyền trợ giúp là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến bạn Huyền. Và từ câu số 6 sẽ là hỏi ý kiến những nhà thông thái. Dạ vâng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với hai nhà thông thái là nhà báo Trư Anh Ngọc và thầy giáo Triệu View Nguyễn Quốc Chí. Xin chào Xuân Nghị, xin chào Văn Đăng, xin chào khán giả.
chuyện của Văn Đăng với cả Xuân Nghị hay quá. Chúng tôi ngồi đây và ngồi cười với nhau mãi. Xuân Nghị ơi, anh muốn nhắn với em một điều là anh chúc em là nhây cho đến câu cuối cùng. Vâng, đến câu 15, một lời chúc cực kỳ ý nghĩa của nhà báo Trư Anh Ngọc. Còn bạn Nguyễn Quốc Chí thì sao? Xin mời thầy giáo Triệu View. Thật sự là bất ngờ khi mà ngày hôm nay được làm nhà thông thái, làm ban cố vấn cho một diễn viên nổi tiếng như Xuân Nghị. Bạn cứ yên tâm là mình và anh Ngọc sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn đến câu hỏi thứ 15. Vâng, bây giờ thì Xuân Nghị đã sẵn sàng chưa? Cần một tràng vỗ tay nữa để sẵn sàng. Vâng ạ. Anh hiểu ý em cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng diễn viên Xuân Nghị đi tìm Triệu Phú. Câu hỏi số 1. Ghế ngồi dành cho người chơi chương trình Ai là Triệu Phú được gọi là gì? A. Ghế đá, B. Ghế nóng, C. Ghế băng, D. Ghế thư giãn. Câu trả lời cuối cùng của em là ghế nóng. B là câu trả lời chính xác. Dạ. Câu hỏi số 2. Đâu là tên một bài hát gắn với ca sĩ Hoàng Thùy Linh? Để mị diễn cho mà xem, để mị nhảy cho mà nhìn, để mị khóc cho mà thương, để mị nói cho mà nghe. Dạ. Bài hát này là bài hát mà em cũng hay nghe. Và bài hát này cũng là bài hát mà em đã cover lại trong phim Nhà trọ Ba La Nha. Đó là D, để mị nói cho mà nghe. Chính xác. Câu hỏi số 3. Quả bóng được sử dụng trong môn thể thao nào dưới đây? Đấu kiếm, cử tạ, karate, gôn. Em chốt câu D là gôn. Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Hành động nào được nhắc đến trong câu ca dao cười người hôm trước hôm sau ba chấm? Đánh người, đền người, người cười, hành người. À, đáp án cuối cùng của em là người cười ạ. Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Lực lượng nào dưới đây sử dụng sắc phục màu vàng khi làm nhiệm vụ? Dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông, kiểm soát quân sự. Bản thân em đã được vào vai diễn này rồi. Đó là vai Câu nào mà dẫn trong ngày ấy mình đã yêu. Thì em đã được khoác cái bộ quân phục này vào. Thì em chắc chắn luôn đáp án C, cảnh sát giao thông ạ. Chắc chắn đây là câu trả lời đúng. Thưa quý vị, như vậy là diễn viên Xuân Nghị đã trả lời xong 5 cõi đầu tiên và đã có 2 triệu đồng. Trả lời đúng câu hỏi số 6, bạn sẽ có 3 triệu và từ câu số 6 sẽ có thêm một quyền trợ giúp thứ tư, đó là ý kiến những nhà thông thái. Dạ. Yeah. Bạn vừa nhắc đến Mr. Control, đúng không ạ? Dạ vâng. Chúng ta có thể đóng thử một vài câu nào đó được không? Anh đã nói với em rồi, đừng có bao giờ làm phiền lúc mà anh đang làm việc á. Anh nghĩ là cái mối quan hệ của anh với em chưa có đủ tới cái mức mà em control anh. Rồi, thật là tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Nam diễn viên nào nổi tiếng với vai diễn Mr. Bean trong bộ phim cùng tên? A. Benedict Cumberbatch, B. Jude Law, C. Rowan Atkinson và D. Eddie Murphy. Thực ra Mr. Bean là thần tượng của em. Vai diễn Mr. Bean cũng đã tạo cảm hứng cho em để em luyện cơ mặt hàng ngày. Bởi vì em rất là thích những cái biểu cảm của Mr. Bean. Và em chắc chắn trong câu trả lời này là câu C, Rowan Atkinson. C. Dạ vâng. Bà chắc chắn chứ? Em chắc chắn. Đây là câu trả lời chính xác. Yeah. Trả lời đúng câu hỏi số 6, bạn Xuân Nghị đã có 3 triệu. Trả lời đúng câu hỏi số 7, bạn sẽ có 6 triệu và 4 quyền trợ giúp vẫn còn nguyên. Chúc bạn may mắn. Dạ. Yeah. Xin mời câu hỏi số 7.
Địa danh nào được nhắc đến trong bản vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu? A. Cà Mau, B. Bạc Liêu, C. Hậu Giang và D là Trà Vinh. Em cũng được nghe về một vài câu trong Tình Anh Bán Chiếu. Thì có câu là ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh Ngã Bài. Tiếp đi. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Vâng, vậy thì đáp án cuối cùng của bạn là gì? Đáp án cuối cùng của em là A. Ghe chiếu Cà Mau. À, vâng, tôi không nghe nhầm chứ? Thôi anh nói luôn đi, anh còn thế em hồi hộp quá. Anh nói không, câu bạn nói là A đúng không ạ? Vâng ạ, em là A. Tôi đang hỏi rất thật là tôi không nghe nhầm. Cà Mau ạ. Vì tôi lại tưởng là bạn chỉ đùa chơi thôi. À không, em trả lời thật. Nhưng bạn lại trả lời thật là A. Vâng. Câu trả lời chính xác của chúng ta sẽ có sau ít phút. Trời ơi. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã chọn câu trả lời là A. Cà Mau cho câu hỏi địa danh nào được nhắc đến trong bản vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu. Sao đột nhiên bạn có vẻ căng thẳng vậy? Tại vì anh kéo dài cái câu trả lời của anh ra làm cho em hơi hoang mang. Hơi hoang mang về câu trả lời của em. Tôi nói một câu. Vâng. Chắc chắn bạn sẽ hết hoang mang. Vâng. Bởi vì hoặc bạn ở lại hoặc là ra về ngay lập tức. Câu đấy làm em hoang mang hơn đi. Tôi sẽ nói rằng Xuân Nghĩa. Hả? Câu trả lời chính xác của chúng ta là A. Trả lời đúng câu hỏi số 7, bạn có 6 triệu. Vâng. Trả lời đúng câu hỏi tiếp theo số 8, bạn sẽ có 10 triệu. 4 quyền trợ giúp vẫn còn nguyên. Chúc bạn may mắn. Vâng, em cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Câu lạc bộ bóng đá nào có khẩu hiệu Messi Un Club hơn cả một câu lạc bộ? A. Real Madrid, B. Atlético Madrid, C. Valencia và D. Barcelona. Cái chữ Mes Que In Club và cái đáp án từ A, B, C, D nó đều liên quan tới giải của hình như là của Tây Ban Nha. Em thiên về đáp án D, Barcelona. Bởi vì Barcelona đã có em có theo dõi một cái triều đại của Titicaca. Quãng thời gian Titicaca là quãng thời gian mà Barcelona đã lấy được rất là nhiều danh hiệu về cho đội bóng của mình. Em nghĩ là D. Đáp án cuối cùng của em là D, Barcelona. Bạn vừa có một cách suy luận, đó là để chơi được bóng Titicaca. Titicaca tức là gì? Tức là truyền và chạy. Vâng. Cả một đội bóng vận động. Vâng. Thì có nghĩa là tính tập thể phải rất cao. Vâng. Và khẩu hiệu ở đây là Messi Un Club, tức là hơn cả một câu lạc bộ. Yeah. Tức là cũng là một khẩu hiệu tôn vinh tính tập thể. Vâng. Và đấy là một cách suy luận cực kỳ chính xác. Một pha ăn may. Ăn may. Trả lời thành công câu hỏi số 8. Ăn may câu hỏi số 8 thì Xuân Nghị có 10 triệu. Trả lời đúng câu hỏi số 9, bạn sẽ có 14 triệu. Xin mời câu hỏi số 9. Tỉnh nào dưới đây có bài dân ca đi cấy? A. Thái Bình, B. Thanh Hóa, C. Nghệ An và D là Quảng Bình. Thái Bình là quê hình như là lúa, về lúa. Thanh Hóa là quê của bố mẹ em. Bản thân em được sinh ra tại Thanh Hóa. Em thiên về hai đáp án này hơn. Em xin sử dụng quyền trợ giúp
gọi điện thoại cho người thân. Bạn sẽ gọi cho ai? Em sẽ gọi cho bạn Trung. Vâng, bạn Trung, tên đầy đủ là gì ạ? Là nghệ danh của bạn ấy trong showbiz là Trung Ruồi ạ. À, diễn viên hài Trung Ruồi đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ kết nối với diễn viên Trung Ruồi. Alo? Có phải là diễn viên Trung Ruồi không? Vâng. Vâng, anh Phan Đăng đây, anh Phan Đăng ở chương trình Ai Là Triệu Phú. À vâng, chào anh. Rồi, chào em, hiện nay có một người đang cậy nhờ đến em đây. Em có muốn nói chuyện với người ấy không? Xuân Nghị hả anh? Xuân Nghị, chúng ta sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. Chúc hai bạn may mắn và 30 giây bắt đầu. Tỉnh nào dưới đây có bài dân ca đi cấy? A. Thái Bình, B. Thanh Hóa, C. Nghệ An và D. là Quảng Bình. Trả lời nhanh em ơi, 19 giây. 17, 16 em ơi. Hả? Hả cái gì? A. Thái Bình, B. Thanh Hóa, C. Nghệ An, D. Quảng Bình. Bài đi cấy là của tỉnh nào? Tao cũng hỏi cũng Hồng Vân đây. Ôi trời ơi, nhanh lên 3 giây nhanh lên. Nó còn trong giờ phút này mà nó còn nữa. Vẫn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Thật ra thì em đã hồi ức lại và em có nhớ ra là hình như là Thanh Hóa có bài lên chùa hay đi chùa, lên chùa bè một cành sen, lên chùa bè một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy sang trăng. Bài đấy bài đi cấy nhỉ. Cho tới giờ phút này thì linh cảm của em lại thiên về đáp án B, Thanh Hóa. Quê hương của bạn? Vâng ạ. Đáp án cuối cùng của bạn là gì? Em sử dụng thêm một quyền trợ giúp nữa ạ. Đó là? Thôi, em không sử dụng. Không sử dụng, nhất trí. Tại vì cái mốc mà em muốn đi đến là trong cái chương trình Ai Là Triệu Phú. Nó phải lên tầm cỡ, nó phải câu 12, 13 cơ. Nào, vậy thì câu trả lời cuối cùng của bạn là gì? Em sử dụng 50-50 ạ. Em xin lỗi tại vì trong một giây phút nào đấy em lại chưa tự tin. Em sử dụng 50-50 ạ. Chúng ta hãy chờ xem hai câu trả lời cuối cùng là gì. B. Thanh Hóa, D. Quảng Bình. Em đã loại đi được cái đáp án là quê về làng lúa Thái Bình. Thì em nghĩ đáp án cuối cùng của em là B. Bạn nghĩ đáp án cuối cùng hay bạn chọn đáp án cuối cùng là B? Hiện tại thì em đang nghĩ và bây giờ thì em sẽ chốt đáp án cuối cùng của em là B, Thanh Hóa. Vâng. Đáp án cuối cùng của chúng ta là B. Trả lời thành công câu hỏi số 9. Xuân Nghị có 14 triệu. Hơi phí một chút bởi vì đã sử dụng một quyền trợ giúp mặc dù bạn suy luận được. Tại Trung Ruồi hết. Tại Trung Ruồi. Vâng. Trả lời thành công câu hỏi số 10, bạn sẽ có 22 triệu và vâng, chúng tôi chúc bạn may mắn. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 10. Nước nào có bảo tàng gián điệp quốc tế? Wow. A. Anh, B. Pháp, C. Nga và D. là Mỹ. Lần đầu tiên em nghe cái cụm từ bảo tàng gián điệp quốc tế. Và cả bốn cái đáp án này thì đều là những cường quốc về quân sự. Bạn còn hai quyền trợ giúp nữa. Em xin sử dụng quyền trợ giúp hỏi nhà thông thái ạ. Chúng ta sẽ kết nối với những nhà thông thái. Xin chào ạ. Và tôi phải xin chào lại bởi vì là chúng tôi sợ thất nghiệp là lúc đấy. Thất nghiệp hóa ra là không ạ. Khán giả truyền hình chắc quên. Hiện nay Xuân Nghị đang ở câu hỏi số 10, trị giá 22 triệu rất quan trọng và hai nhà thông thái đã sẵn sàng. Xuân Nghị sẵn sàng chưa?
Em sẵn sàng ạ. Chúng ta sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Dạ em xin hỏi là nước nào có bảo tàng gián điệp quốc tế? A Anh, B Pháp, C Nga và D là Mỹ ạ. Đây cũng là một câu hỏi không dễ trả lời đâu. Dạ. Nhưng mà Xuân Nghị ơi, anh nghĩ là chúng ta nên liều C nhỉ? Hoặc D anh ạ. Chúng ta nên liều một chút nhỉ. Gián điệp thì Nga với Mỹ thì... Gián điệp Nga Mỹ là nhất thế giới rồi. Vâng ạ. Và bây giờ em phải liều câu nào ạ? Thôi thì vấn đề phải là... Thôi em chọn nhá. Ừ em chọn đi. Hôm nay em chọn bỏ C đi. Chọn D đi ạ. D đi nhá. Mỹ nhỉ. Mỹ nhá. Em xin chốt, bởi vì những cái gì lạ, những cái gì mà đi hàng đầu thì Mỹ luôn là cái nước đi trước. Và cái cụm từ lần đầu tiên em nghe là bảo tàng gián điệp quốc tế thì em sẽ nghe nhà thông thái đáp án D. Đâu là câu trả lời cuối cùng của bạn? Là D, Mỹ ạ. Nhà báo Trương Anh Ngọc thì bảo là thôi Xuân Nghị ơi liều đi. Thế còn thầy giáo Nguyễn Quốc Chí thì nói là phân vân giữa C và D, nhưng thôi em chọn nhé. Tức là trong cái cách tư vấn đó vẫn có một cái khoảng nào đó của những sai số, đúng không ạ? Đấy là điều khó tránh. Và nếu hai nhà thông thái mà nhầm lẫn thì đấy cũng là chuyện bình thường. Câu trả lời chính xác của chúng ta sẽ có sau ít phút. Thưa quý vị, nghe theo tư vấn của hai nhà thông thái, người chơi của chúng ta là diễn viên Xuân Nghị đã chọn câu trả lời là D, Mỹ. Cho câu hỏi nước nào có bảo tàng gián điệp quốc tế? Câu trả lời của chúng ta là D. Tôi thấy là nhà báo Trương Anh Ngọc thở phào một cái. Thực ra ấy, chúng tôi cũng có một chút khả năng diễn xuất. Và hôm nay chúng ta đang ngồi với cả một người chơi là một diễn viên. Thành ra chúng tôi cũng muốn thử xem là chúng tôi diễn có đúng không. Thực ra câu trả lời này chúng tôi đã có từ trước rồi. Nghe cái tôi biết ngay. Dạ vâng. Chắc chắn là sau chương trình này thì em sẽ mời hai anh đi uống cà phê. Thôi, 50% cũng được. 50% cũng được. Không cần phải cà phê đâu, cứ lấy 50% giải thưởng là được. Em thì em lại không thiên về vật chất cho lắm. Em là một người sống tình cảm, cho nên là đi cà phê thì sẽ tình cảm cho anh em chúng ta hơn. Cảm ơn hai nhà thông thái, vì Xuân Nghị là người sống tình cảm, không quan tâm vật chất. Vâng ạ. Không việc gì mà phải chia cho hai nhà thông thái cả. Tấm xét 22 triệu tặng luôn MC. Xin chúc mừng người không quan trọng về vật chất. Vâng ạ, em không quan trọng đâu ạ. Tôi sẽ cầm tạm lại tấm xét này. Cầm tạm thôi, yên tâm. Bởi vì là vẫn còn những câu hỏi tiếp theo. Trả lời xong câu hỏi số 10 thì một tấm séc 22 triệu đã thuộc về Xuân Nghị. Vâng ạ. Trả lời đúng câu hỏi số 11, bạn sẽ có một tấm séc trị giá 30 triệu. Còn một quyền trợ giúp cuối cùng. Chúc bạn may mắn. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 11. Tên của nữ hoàng nào dưới đây được đặt cho một phong cách kiến trúc? A. Cleopatra, B. Queen Anne, C. Catherine Đại Đế và Margaret. Em lần này em sẽ không sử dụng quyền trợ giúp. Em muốn một lần tin vào trực giác của em ở một cái mấp mé cửa ngõ như thế này. Câu trả lời cuối cùng của Xuân Nghị là B. Queen Anne. Hoàn toàn trực giác. Máy tính vừa đưa ra câu trả lời. Vâng. Đó là B. Trả lời xong câu hỏi số 11, Xuân Nghị sẽ có một tấm séc 30 triệu. Em đang chờ đợi cái chữ ký của anh. Xin chúc mừng Xuân Nghị. Dạ. Vâng. Bây giờ thì tôi lại tạm thời, hay là bạn có muốn cầm thêm một chút không? Cho em cầm thêm một tí. Rồi, tí cầm nữa. Thêm một chút. Đấy.
Hai cái mùi nó hoàn toàn khác nhau anh ạ. Mùi 22 triệu như thế nào? Mùi 22 triệu thì nó hơi phớt lờ qua một tí. Thế còn mùi 30 triệu? Nó đầm thắm hơn. Ôi trời, mùi 150 triệu còn đặc biệt hơn nữa. Dạ. Yeah. Nào, hãy đưa tôi cầm hộ. Anh cầm hộ thôi nhá. Cầm hộ thôi. Trả lời xong câu hỏi số 11 thì Xuân Nghị vừa có 30 triệu, có một mùi đầm thắm. Vâng ạ. Trả lời thành công câu hỏi tiếp theo số 12, bạn sẽ có 40 triệu và mùi này thì nồng nàn. Còn một kiện trợ giúp cuối cùng, chúc bạn có được mùi nồng nàn. Dạ vâng. Xin mời câu hỏi số 12. Bức tranh Nguyệt Ước là của họa sĩ nổi tiếng nào? A. Dương Bích Liên, B. Trần Văn Cẩn, C. Bùi Xuân Phái và D. Nguyễn Tư Nghiêm. Thú thật là trong lĩnh vực về hội họa thì em chỉ biết họa sĩ Bùi Xuân Phái. Có lẽ trong giờ phút này thì em cần nghe một cái giọng êm ái nào đó của một cô gái nào đó. Đồng ý. Vâng, và... xin mời bạn đồng hành. Trong giờ phút này cần một cái gì đó êm ái. Thực sự thì anh thiên về đáp án C và D. C và D ạ. Nguyễn Tư Nghiêm, em đã được em đã được nghe ở đâu đó trong ký ức của mình. Em thì không nghe ở đâu đó ở ký ức của mình. Nhưng mà linh cảm của em thì hướng về Trần Văn Cẩn. Anh nghĩ sao? Trần Văn Cẩn á? Vâng. Trực giác của anh chưa hề có Trần, đáp án B, Trần Văn Cẩn ở trong trực giác của anh, suy nghĩ của anh từ nãy đến giờ. Trả lời đúng có 40 triệu, trả lời sai 22 triệu, dừng cuộc chơi có 30 triệu. Đáp án cuối cùng của em là D, Nguyễn Tư Nghiêm. Vâng. Mục đích của Xuân Nghị chỉ cần là em đến để có một chút gì êm ái thôi, còn không tin vào sự êm ái. Dạ. Tại vì trực giác của anh mách bảo anh là câu D. Và anh bản thân em muốn liều một phen. Bởi vì từ mức 30 triệu mà xuống 22 triệu thì cũng không sao cả. Vâng ạ. Tác phẩm Nguyệt Ước lấy tứ từ truyện Kiều của Nguyễn Du, vẽ cảnh Thúy Kiều và Kim Trọng dưới trăng. Một cảnh rất đẹp, Nguyệt Ước mà, mộng ước dưới trăng. Và đây là tác phẩm của Nguyễn Tư Nghiêm. Wow. Cảm ơn em. Trả lời đúng câu hỏi số 12. Đúng như lời chúc của tôi, bạn sẽ có một tấm séc nồng nàn 40 triệu. Xin chúc mừng bạn. Lại muốn ngửi cái mùi nồng nàn này chứ. Dạ không ạ. Lần này thì em muốn giữ lại, bởi vì Hà Nội là một nơi cho em cái sự nồng nàn lắm rồi. Rồi, nhất trí. Vâng, tôi sẽ cầm, đúng không ạ? Vâng, chị anh cầm. Trả lời đúng câu hỏi số 12, bạn đã có tấm séc 40 triệu. Trả lời đúng câu hỏi số 13, bạn sẽ có một tấm séc 60 triệu. Không còn những quyền trợ giúp nào nữa. Xin mời câu hỏi số 13. Nhà văn châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel văn học đến từ đất nước nào? Nam Phi, Liberia, Nigeria, Ghana. Trực giác của em hiện tại đang rất là hoang mang. Bởi vì về lĩnh vực Nobel thì em thực sự là cũng không có biết nhiều. Và về châu Phi thì càng không biết nữa. Hiện tại thì sự trợ giúp và cũng như là trực giác đã không còn ủng hộ em cho lắm. Cho nên là em nghĩ là em sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Vâng. Nếu chơi tiếp thì bạn sẽ chọn câu trả lời nào? Vui thôi. Vui thôi à? Nếu mà vui thì em sẽ chọn Ghana. Câu trả lời chính xác của chúng ta là C, Nigeria. Nigeria, dạ. Vâng.
Nigeria là đất nước châu Phi đầu tiên có nhà văn người da đen đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Dạ. Nhà văn Vuon Soyinka đoạt giải Nobel văn học năm 1986. Bây giờ thì Xuân Nghị sẽ rời cuộc chơi với một tấm séc trị giá 40 triệu. Cảm giác thế nào nhỉ? Hiện tại bây giờ thì rất là vui. Vì không phải là sự nồng nàn từ 40 triệu mang lại, mà là em đã vượt qua được chính bản thân mình, đã được ngồi trên ghế nóng, đã được nghe nhạc hiệu chương trình, đã được ngắm nhìn bộ tóc của anh. Và bây giờ ra về em mãn nguyện rồi. Chúc Xuân Nghị luôn luôn thành công trong sự nghiệp của mình. Dạ. Và luôn luôn giữ được nụ cười tươi tắn như thế này. Vâng ạ. Xin chào bạn. Dạ vâng.